Thời gian vừa qua, tại địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã diễn ra tình trạng sân nhà văn hóa, sân ủy ban nhân dân phường bị biến thành nơi trông giữ xe, có thu tiền, có dấu hiệu thu lời bất chính. Cụ thể, tại sân nhà văn hóa cụm 4 hiện đã bị ngăn đôi thành hai phần. Một nửa được làm nơi trông giữ xe ô tô, một nửa phần còn lại được làm nơi vui chơi của trẻ nhỏ. Mỗi lượt gửi xe tại đây sẽ bị thu với giá 40.000 đồng. Bao nhiêu tiền này chú? 40. Rồi muốn lận 40.000 à? Không tính theo tiếng à? Không tính tiếng. Tiếng người chết. Đối với xe gửi theo tháng là từ 1 triệu trên xe trên tháng cho đến vài triệu tùy vào giá trị của từng xe. Vào buổi tối, tại sân nhà văn hóa này luôn luôn chật kín chỗ và có bảo vệ canh gác 24/24. Trao đổi với phóng viên, người trông giữ xe tại đây cho biết, ông chỉ trông xe làm công ăn lương, toàn bộ tiền trông xe thu được là của cán bộ phường. 40, kể cả mày vào cái mày ra hàng thế. Thế ở đây mà gửi tháng thì bao tiền một tháng? Tùy xe xịn, xe mày rẻ phải 1.2 triệu. 1.2 triệu một tháng? Ừ. Còn bây giờ chả có chỗ xếp hàng đầy luôn. Đăng ký đầy chẳng có chỗ. Lương tao được qua nhiều thu cho cán bộ chứ còn thằng là thuê. Tình trạng trên không chỉ dừng lại ở nhà văn hóa mà còn diễn ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân. Với giá gửi xe ban ngày là 20.000 đồng trên một xe và qua đêm là 30.000 đồng trên một xe. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngày tại đây luôn luôn có hàng chục chiếc xe tại sân của Ủy ban phường. Vào buổi tối, các xe ô tô vẫn thoải mái ra vào Ủy ban phường để gửi xe. Theo bảo vệ cho biết, nhiều xe tại đây được trông giữ theo tháng và hiện tại không còn lốt để nhận thêm xe. Để làm rõ những vấn đề trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ tới Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ. Tuy nhiên, không nhận được câu trả lời, các cơ quan chức năng tại đây đều né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Qua đây, dư luận đặt ra câu hỏi, số tiền thu được từ việc trông giữ xe tại sân nhà văn hóa và sân Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân đã vào túi ai? Số tiền này được sử dụng như thế nào? Và ai đã là người cho những chiếc xe kia vào ngủ tại sân Ủy ban nhân dân phường? 30.000. Lấy bằng luôn cái xe rồi cúp đi. Gửi tháng không hết chỗ rồi. Chỗ đó. Cứ bình thường ở đây một tháng bao tiền gửi anh? Hơn 1 triệu. Tại điều 9 của quy chế quản lý công sở, các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 213/2016 QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ việc sử dụng công sở phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích, không được chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho mượn, làm nhà ở. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.